Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hà Nam đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng. Mô hình nuôi cá chép koi trong lồng tại xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Bắc Ninh tổ chức lễ xuất quân học kỳ quân đội năm 2018. Ông Sáo ở xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên dùng lương hưu giúp đỡ học sinh nghèo. Lật tẩy đường dây làm giả giấy tờ chiếm đoạt hàng tỷ đồng ở Hải Dương. Thưa quý vị và các bạn, bằng nhiều hình thức huy động vốn, bao gồm vốn ngân sách, vốn đấu giá quyền sử dụng đất, vốn huy động của các tổ chức và đóng góp của nhân dân, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu trong 10 năm qua. Trong đó, giai đoạn 2010-2015 huy động đạt 5.200 tỷ đồng, năm 2017 huy động đạt 2.780 tỷ đồng. Nguồn vốn được tập trung đầu tư cho xây dựng giao thông, thủy lợi, trụ sở làm việc, trường học, nhà văn hóa, nhà máy nước. Trong thời gian này, Lý Nhân đã tiếp nhận và triển khai 70 dự án về giao thông, xây dựng trụ sở làm việc, sản xuất kinh doanh do doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Đến nay, toàn huyện đã làm mới, nâng cấp, mở rộng trên 570 km đường giao thông thôn xóm, cứng hóa hơn 168 km mặt đường trục chính nội đồng, góp phần đưa các xã về đích nông thôn mới. Huyện đã phối hợp với các sở ngành hoàn thành việc đầu tư nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường giao thông DT491, DT492, triển khai dự án nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình, dự án cầu Thái Hà, dự án nâng cấp quốc lộ 38B. Trong chiến lược phát triển 2016-2020, Ninh Bình xác định công nghiệp là ngành kinh tế chủ lực. Trong đó, các khu công nghiệp tiếp tục đóng vai trò quan trọng, tạo động lực, tập trung thu hút đầu tư. Vì vậy, tỉnh đã nỗ lực xây dựng hạ tầng, thúc đẩy các khu công nghiệp phát triển, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động và tạo nguồn thu cho ngân sách. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 5/7 khu công nghiệp đi vào hoạt động, gồm khu công nghiệp Gián Khẩu, Khánh Phú, Tam Điệp 1, Phúc Sơn, Khánh Cư. Tổng số dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 108, với tổng số vốn đăng ký là 56.000 tỷ đồng. Số dự án FDI là 28 dự án, số vốn đăng ký là gần 600 triệu đô la Mỹ. Phần lớn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cơ bản đạt mục tiêu dự án, thực hiện tốt quy định của pháp luật, hoạt động ổn định, đóng góp phần lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp cũng như kim ngạch xuất khẩu công nghiệp của tỉnh. Đặc biệt, hoạt động của các doanh nghiệp FDI thường có quy mô lớn, hiệu quả, tạo ra nhiều sản phẩm mới, góp phần tăng năng lực sản xuất, thúc đẩy đổi mới công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, với mỗi ý tưởng việc làm của kỹ sư nông dân Nguyễn Như Lĩnh, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Điện Cơ Thiên Thuận, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đều được thực hiện với mong muốn giúp đỡ người nông dân quê ông, bớt vất vả, không còn đói nghèo và làm giàu được ngay trên chính mảnh đất quê hương. Sản phẩm này là sáng tạo đầu tay của kỹ sư nông dân Nguyễn Như Lĩnh gần 20 năm trước. Đến nay, nó vẫn hữu dụng không chỉ đối với bà con nông dân Thái Bình, mà còn đối với bà con nông dân cả nước. Người kỹ sư xuất thân từ nông dân này, với ông, mỗi thửa ruộng và con người Thái Bình là mạch nguồn để ông một đời nghiên cứu, trăn trở và sáng tạo. Và mọi sáng tạo ấy đều hướng về những người nông dân một nắng hai sương vất vả. Nhìn vào những người lao động thì mình thấy là trước đến nay là rất vất vả, phải bỏ ra rất nhiều công sức mới được cái thành quả lao động. Thế thì mình cũng mong muốn là mình sẽ sản xuất thật nhiều các loại máy móc để mình phục vụ cho người ta. Người ta làm sao nó giảm được cái sức lao động và tăng được cái năng suất, thêm được cái thu nhập cho những người nông dân. Xuất thân là nông dân, làm người lính rồi lại trở về với đồng ruộng. Thực tế, từ cuộc sống lao động vất vả, ông Lĩnh đã quyết tâm nghĩ cách thay đổi. Bằng rất nhiều tâm huyết, đến nay, ông đã nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều sản phẩm nông nghiệp. Máy thái bèo, máy bơm nước, máy thái cỏ. Gần đây nhất, năm 2015, là máy thái củ quả. Những sản phẩm này tham gia các hội thi đều đạt giải và được ngành chức năng đánh giá cao. Từ thực tế, ông Lĩnh thấy máy móc phục vụ nông nghiệp hiện còn thiếu, nông dân vẫn làm thủ công là chính. Từ đó, ông lại nghiên cứu đầu tư sản xuất máy móc phục vụ nông nghiệp và nắm bắt theo xu thế hiện đại hóa của cuộc cách mạng 4.0, doanh nghiệp của ông đã đầu tư nhiều máy tự động, nâng cao chất lượng phục vụ nông nghiệp tỉnh nhà. Thưa quý vị và các bạn,
Xuất phát từ sở thích với những chú cá cảnh, anh Phan Văn Sơn ở xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã dần tìm hiểu và thực hiện thành công mô hình nuôi cá chép coi trong lồng, phục vụ thị trường cá chép cảnh trong nước. So với mô hình nuôi cá thịt truyền thống, nuôi cá coi đem lại nguồn thu cao gấp nhiều lần. Hệ thống lồng bè nuôi cá trên sông được sắp xếp khá quy củ, thế nhưng không dùng để nuôi cá thịt mà nuôi cá chép coi để làm cảnh. 7 lồng nuôi cá chép coi có nguồn gốc từ Nhật Bản này là của anh Sơn ở xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc. Hơn 10 năm trước, anh Sơn tìm hiểu và biết loài cá coi rất được người Nhật yêu thích, nên đã mạnh dạn nhập loài cá này về nuôi và nhân giống. Thời gian đầu, phải đầu tư khá nhiều cho xây bể nuôi cá, bởi loài cá này chỉ phù hợp với không gian sống rộng rãi. Hồ nuôi cá chép coi cũng phải trang bị nhiều thiết bị hiện đại khác. Sau nhiều năm thử nghiệm, anh chuyển đổi hoàn toàn sang nuôi cá chép coi trong lồng trên sông Hồng. Chúng tôi làm con giống ra thì lại mang cho bà con nuôi. Bà con nuôi khi cá đạt những cái tiêu chí, ví dụ như tầm cỡ để mà bán được thì chúng tôi lại thu mua lại. Thế thì cái con cá giống ấy thì là cái quan trọng ấy. Bây giờ nói với bà con là nói chung nếu như đã có cái mô hình mà muốn làm ấy, thì cái đầu tiên con giống nó phải chuẩn. Cái thứ hai ấy là con cá này thì gen rất khỏe, nó hay ăn, trong lớn. Thế thì cái mức độ mà để mà nuôi ấy thì là con cá này nuôi trong hồ, trong ao rồi tất cả mọi nơi, kể cả như cá lồng này đều là rất tốt. Giống cá chép coi được anh Sơn tự lai tạo và nhân giống từ đàn cá bố mẹ nhập ngoại có đặc tính phàm ăn, chịu được rét và phát triển tốt trong mùa đông. Hơn nữa, giá không quá cao như cá coi Nhật Bản nên được thị trường ưa chuộng và tiêu thụ tốt. Mô hình nuôi cá chép coi trên lồng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho anh Sơn và nhiều người nuôi cá ở xã Mỹ Tân. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Mới đây tại Cung Văn hóa Thanh Thiếu Nhi, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ xuất quân học kỳ quân đội khóa 10 năm 2018 với chủ đề Thép đá tôi thế đấy. Chương trình học kỳ quân đội khóa 10 năm 2018 có hai khóa, mỗi khóa kéo dài 8 ngày tại Trung đoàn 833, huyện Gia Bình. Trong đó khóa 1 diễn ra từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 với sự tham gia của 110 chiến sĩ nhí là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 16 đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội. Tham gia khóa học, các chiến sĩ nhí sẽ được học tập, rèn luyện trải nghiệm một số nội dung như tiếp cận với những kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động đội, nhóm, giáo dục về an toàn giao thông, thực hành tháo lắp súng tiểu liên AK, huấn luyện điều lệnh đội ngũ tay không, rèn luyện thể chất, ý thức tự giác, ý thức kỷ luật, tinh thần đồng đội, kỹ năng sống. Qua đó, giúp các em trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng sống thực hành xã hội, kiến thức khoa học quân sự, rèn luyện tính sáng tạo, tự chủ, tự lập, nền nếp, kỷ luật và tính kiên định, giúp các em tự tin vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống. Trải qua 6 năm tổ chức, chương trình đã khẳng định được tính đúng đắn, tạo được niềm tin với các bậc phụ huynh và sự ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Đây là chương trình bổ ích trong dịp hè, không chỉ giúp các em thanh thiếu niên rèn luyện bản lĩnh mà còn góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Theo kế hoạch, khóa 2 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 6 năm 2018. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh Thiếu niên tỉnh Nam Định tổ chức chương trình Ngày hội Thiếu nhi Nam Định lần thứ 6 năm 2018 dành cho thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động được Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh Thiếu niên tỉnh Nam Định tổ chức vào dịp hè hàng năm nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em thiếu niên và nhi đồng. Đến với Ngày hội Thiếu nhi Nam Định lần thứ 6, các em nhỏ được tham gia nhiều hoạt động tập thể như nhảy dân vũ, nhảy flash mob, thi tài, hát, kể chuyện, cùng bố mẹ tham gia hoạt động đi bộ vì tiếng cười trẻ thơ và hạnh phúc gia đình, tham gia lễ hội té nước, tham gia hội thảo, hiếu thảo để yêu thương, được nghe diễn giả chia sẻ nhiều điều ý nghĩa dành cho cả gia đình. Nhằm đảm bảo cho các em học sinh có kỹ năng phòng chống đuối nước trong dịp nghỉ hè, Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh Hải Dương tổ chức tuyên truyền tại Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà. Đây là địa phương có hệ thống sông ngòi dày đặc, dễ xảy ra đuối nước đối với học sinh.
Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được truyền đạt các nội dung cơ bản về kinh nghiệm, kỹ năng tự bảo vệ mình, tránh khỏi đuối nước trong kỳ nghỉ hè như cách phòng chống đuối nước. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các em học sinh, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tai nạn đuối nước với thông điệp tất cả mọi người nên quan tâm phòng chống tai nạn đuối nước cho các em và lấy phương châm phòng tránh là chính. Cũng qua buổi tuyên truyền giúp cho các em học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trong dịp nghỉ hè. Hiện nay, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam có 48 trên 58 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ gần 83%. Trong đó, bậc học mầm non có 15 trên 19 trường đạt chuẩn, bậc học tiểu học có 19 trên 19 trường đạt chuẩn, bậc trung học cơ sở có 14 trên 20 trường đạt chuẩn. Cùng với việc huy động các nguồn vốn để xây dựng trường lớp, cơ sở hạ tầng cho các nhà trường, ngành giáo dục và đào tạo huyện Bình Lục còn chú trọng đến công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo tiền đề để các trường phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và nâng mức chuẩn. Trong năm học 2018-2019, huyện Bình Lục phấn đấu có thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia và nâng mức chuẩn cho một số nhà trường trên địa bàn. Trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có nhiều người tốt, việc tốt được tôn vinh. Tại thôn Bình Cầu, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên cũng có một câu chuyện thật đẹp về vợ chồng ông Đoàn Tình Sáo. 6 năm nay, dùng phần lớn lương hưu xây dựng quỹ học bổng để giúp đỡ nhiều học trò nghèo vượt khó vươn lên. Năm 1990, ông Giáo nghỉ hưu theo chế độ sau một thời gian dài công tác tại Đoàn Địa chất 9E Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh. Trở về quê hương, ông có 10 năm gắn bó với nghề sửa chữa xe đạp tại nhà. Khách hàng của ông Giáo, phần đông là các cháu học sinh. Điều đáng quý là có nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn mang xe đến sửa, thay chiếc xích, chiếc xăm xe, ông không lấy tiền. Đó là những tháng ngày sức ông còn khỏe. Mấy năm trở lại đây, ông không còn làm công việc sửa xe nữa. Tuy nhiên, đồ nghề sửa xe ông vẫn giữ lại cẩn thận. Ông tâm sự, để đó, nhỡ có ai đến hỏi mượn, còn có đồ cho họ dùng. Muốn giúp các cháu có hoàn cảnh khó khăn, ông dùng phần lớn lương hưu trong số tiền hơn 4 triệu mỗi tháng và tiền các con ông biếu bố mẹ để xây dựng quỹ học bổng Đoàn Đình Giáo dành tặng các em học sinh nghèo vượt khó của hai trường cấp 1, cấp 2 Quảng Lãng. Ông cháu cũng bảo là tôi trước tôi học ở trường này, mà sau là ba đứa con tôi cũng học ở trường này, thì bây giờ thì vợ chồng mình dành dụng cái tiền ý để ủng hộ cho các cháu hộ nghèo giờ đang cái lúc khó khăn. Vợ chồng tôi coi như là các cháu ở trường cấp 1, cấp 2 cũng như là con cháu trong gia đình nhà tôi. Mấy năm nay sức khỏe của ông Giáo yếu hơn, con trai út của ông là người đại diện gia đình dự và tặng học bổng, tặng quà cho học sinh trong mỗi dịp khai giảng và tổng kết năm học. Tính đến nay, học bổng Đoàn Đình Giáo đã trao trên 150 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó với số tiền 500.000 đồng một suất. Năm học 2016-2017, Quỹ Học Bổng cùng với nhà trường tổ chức cho khoảng 90 em học sinh có thành tích học tập tốt tới Lăng Hồ Chủ tịch. Trong dịp tổ chức tổng kết năm học này, Quỹ Học Bổng Đoàn Đình Giáo tặng 70 chiếc cặp, mỗi chiếc trị giá 300.000 đồng để tặng các em học sinh nghèo, cận nghèo học giỏi của hai trường tiểu học và trung học cơ sở Quảng Lãng. Chúng tôi đánh giá đây là một việc làm hết sức là ý nghĩa. Cái phong trào phát động thi đua trong học tập đối với các em học sinh thì không những tạo động lực cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên mà còn thu hút rất nhiều những em học sinh khác tham gia. Bác Hồ đã từng nói, mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một vườn hoa đẹp. Học bổng Đoàn Đình Giáo góp phần nâng bước cho nhiều học trò nghèo đến trường. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Nam vừa hỗ trợ gia đình ông Cù Huy Thái, sinh năm 1952, ở thôn Chủ Chín, xã An Nội, huyện Bình Lục, thương binh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chuẩn bị điều kiện để khởi công xây nhà tình nghĩa. Vợ chồng ông Cù Huy Thái đang sinh sống trong ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng. Trước thực tế đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Nam đã vận động đoàn viên thanh niên đóng góp ngày công và tiền hỗ trợ ông xây dựng lại ngôi nhà. Dự kiến kinh phí xây dựng khoảng 100 triệu đồng, trong đó Đoàn Thanh niên Công an tỉnh ủng hộ 30 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực của đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Hà Nam hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, qua đó giáo dục cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những đóng góp của thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới với chủ đề giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông, từ nay đến hết tháng 7,
hơn 200 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương sẽ tham gia nhiều hoạt động do các cơ quan đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức, ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, chất thải trong mỗi khu công nghiệp và khu dân cư. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiệu lực hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường, khuyến khích thay đổi dây chuyền công nghệ hiện đại, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, sản phẩm thân thiện với môi trường, đồng thời giảm thiểu sử dụng nhựa, đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa và ni lông, tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường, có khả năng tái chế, tái sử dụng. Bên cạnh đó, tăng cường triển khai các giải pháp thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thải rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên, khuyến khích tái chế chất thải nhựa và túi ni lông cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 với chủ đề tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm, các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện nghiêm túc quyết liệt việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông buôn bán thực phẩm. Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay, toàn tỉnh đã thành lập 140 đoàn thanh tra kiểm tra, trong đó tuyến tỉnh thành lập 2 đoàn, tuyến huyện, thành phố, thị xã thành lập 12 đoàn, tuyến xã thành lập 126 đoàn. Hoạt động thanh tra kiểm tra được triển khai có trọng tâm, tập trung vào những cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Qua đợt thanh kiểm tra, các lỗi vi phạm chủ yếu của các đơn vị chế biến kinh doanh thực phẩm như ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm của một số cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ còn hạn chế, thiếu phương tiện phòng chống côn trùng, dụng cụ dùng cho sơ chế, chế biến, ý thức vệ sinh khu nấu còn kém, thiếu hồ sơ giấy tờ pháp lý trong quá trình sản xuất, sơ chế, kinh doanh thực phẩm, chưa thực hiện khám sức khỏe định kỳ và tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên theo quy định. Đối với các cơ sở sai phạm, đoàn kiểm tra thanh tra liên ngành đã có phương hướng xử lý kịp thời, tuyên truyền nhắc nhở, tạo điều kiện để các cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định. Sau kiểm tra, hầu hết các cơ sở được kiểm tra đều có ý thức khắc phục sai phạm. Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nam Định tổ chức thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại kho xăng dầu Nam Định. Phương án thực hiện với tình huống giả định, trong quá trình bơm xuất xăng từ bể chứa vào xe Citec, xảy ra trường hợp cháy xe do chập điện tại bình ắc quy khởi động của xe, sau đó cháy lan lên nóc bồn. Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, các lực lượng tham gia phối hợp chữa cháy nhịp nhàng, đúng phương án và đảm bảo an toàn cũng như đảm bảo an ninh trật tự. Buổi thực tập phương án phối hợp chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại kho xăng dầu Nam Định năm 2018 đã góp phần giúp lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và cán bộ nhân viên công ty xăng dầu Hà Nam Ninh nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy, nắm bắt được các quy trình phối hợp và triển khai chữa cháy, biết cách sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy, khả năng thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình gặp mặt hỗ trợ một nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc được giải cứu trở về nước. Nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc sinh năm 2000, quê xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy. Sau gần 2 tháng được sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng Trung Quốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình, nạn nhân đã được giải cứu và đưa về địa phương. Để giúp em ổn định tâm lý, sớm hòa nhập cộng đồng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã hỗ trợ em kinh phí để học tập. Qua sự việc của nạn nhân là lời cảnh báo tới các bạn trẻ, nhất là các bạn nữ không nên tin vào lời dụ dỗ của những người không quen biết, nhất là quen biết qua mạng xã hội để tránh trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa lật tẩy một đường dây làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá trị hàng tỷ đồng. Cơ quan An ninh đã khởi tố 4 đối tượng, bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm Nguyễn Thị Hiền ở Hải Dương, Vũ Điều Thuận và Lò Kim Phượng có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Sơn La, lợi dụng chương trình cho vay tiền tiêu dùng, sử dụng SIM điện thoại. Mỗi chủ SIM điện thoại đã sử dụng trên 6 tháng sẽ được vay tiền từ 10 đến 50 triệu đồng của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Các đối tượng này đã thu gom SIM điện thoại, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, sau đó chỉnh sửa tên, thay đổi ảnh, làm giả hồ sơ vay vốn và người đi nhận tiền tại các bưu cục trên địa bàn. Để đối phó với quy định gọi điện, xác minh thông tin khách hàng của ngân hàng, các đối tượng còn chuẩn bị các nội dung thông tin, thậm chí cả điện thoại có chức năng thay đổi giọng nói để đối phó. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã làm giả 77 hồ sơ
chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn thương mại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ nhiều loại tang vật có liên quan, trong đó phải kể tới những sổ hộ khẩu không có chữ nhưng có hình dấu của công an thành phố Thái Nguyên, hàng trăm chứng minh nhân dân các loại, nhiều sim điện thoại có chức năng thay đổi giọng nói. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.